Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần. Hồ Quý Ly là quan nhà Trần và được vua Trần Nghệ Tông rất trọng dụng. Ông ta thao túng triều chính, xúi vua giết những người không phục tùng mình. Năm 1934 khi Nghệ Hoàng mất, Hồ Quý Ly càng tỏ rõ ham muốn tiến ngôi. Ông ép con rể là vua Trần Thuận Tông đi tu rồi sai người giết chết. Cháu ngoại của Hồ Quý Ly là Trần Thiếu Đế được sắp xếp lên ngôi vua khi mới 2 tuổi. Sau 2 năm thì bị họ Hồ tiếm ngôi. Những hành động của Hồ Quý Ly là đáng lên án, vì thế triều nhà Hồ không được lòng dân và sớm diệt vong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!